Rồi chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái đồ giải mã 32 bit rất là nhỏ gọn, rất là độc đáo. Cái này mình thì mới ship, mới đặt mua ở bên eBay về. Con này đến từ cái thương hiệu rất là lạ, Leap Audio. Cái này thì mình không có nắm được cái thương hiệu này của nước nào nha các bạn. Nhưng mà con này thì nó 32 bit. Với cái mức giá thì mình bán là giá xả luôn, chỉ có 2 triệu. Nếu chúng ta muốn chơi 32 bit thì bắt buộc chúng ta phải có máy tính hoặc là laptop nha. Chúng ta sẽ cắm vào cái cổng này USB và từ đó chúng ta mở cái phần mềm Football 2000 lên. Chúng ta chọn cái đầu ra là cái driver của cái con này. Còn nếu chúng ta chơi qua TV hoặc là những cái đầu phát qua cổng cáp quang thì bình thường nó sẽ có cái chọn, chúng ta để chọn này optical. Đó, chúng ta chọn optical để mình thử cái chức năng optical cho các bạn nghe nha. Để mình bật cái âm ly qua cái cổng, mình đã kết nối nó qua cổng aux 3 của âm ly. Đây TV thì mình đang mở đây đó, các bạn thấy nó, mình mở lớn lên chưa. Đó, chúng ta thì thấy cái cổng đây là đang ở optical. Nếu như mình tắt cái cổng này mình chuyển qua cái cổng khác thì nó đâu, nó đó, mình chuyển qua USB thì nó không hát này, để optical. Còn cái cổng dưới này thì nó cũng giống như vậy thôi. Rồi ta chỉ chọn USB hoặc là optical, hoặc là optical với dưới này giống nhau. Nó còn có thêm cái cổng tai phone để chúng ta nghe nữa. Con này thì nó cấp nguồn là nguồn 5V nha các bạn, nên chúng ta có thể cấp kết nối đến nó bằng cái cục sạc của điện thoại thôi. Rất là nhỏ gọn, nó chỉ lớn hơn cái bao thuốc, nó chỉ gấp đôi cái bao thuốc thôi. Chúng ta thấy phía trước nó có chữ DSD, nên là con này được 32 bit. Chúng ta rất yên tâm mà chơi nha. Đây là phía sau của nó, cái cổng ra của nó này, nó ra âm ly này, cổng USB này, cổng USB để mình vào laptop, và cổng coaxial, cổng cáp quang mình đang kết nối đến đây. Rồi chúng ta thấy rất là nhỏ gọn, làm bằng nhôm rất là đẹp. Nhưng với 2 triệu thì chúng ta khỏi phải phân vân khi chơi cái này rồi. Leap Audio, cái thương hiệu của nó là Leap Audio. Cái model là MCD, để coi lại với sau lưng nữa nha. CMD 18 nha các bạn. Rồi, bạn nào có nhu cầu hãy liên hệ mình sớm theo số điện thoại dưới góc màn hình. Đừng quên bấm đăng ký để nhận được những video mới nhất đến từ kênh Nguyên Hùng Audio.